Chào chị. À, qua cái bài học của ngày hôm nay thì em xin chia sẻ một chút như sau ạ. Em học được ở cái bài học của ngày hôm nay đó là nói ra cái cuộc sống mơ ước của mình. Em bây giờ chỉ mơ ước là mẹ em luôn luôn được khỏe mạnh. Bởi vì bố em thì mất từ năm 2008 rồi. Bố em bị tai nạn. Và cái điều mà em mong muốn đó là mẹ em sống khỏe mạnh bên con cháu và các anh chị em trong gia đình. Và cái điều em mơ ước đó là cái mục tiêu sớm nhất của năm nay là em sẽ kiếm tiền và đưa mẹ em đi du lịch Phú Quốc vào cái dịp gần gần Tết ạ. Vâng, và có một cái cuộc sống đó là cái mục tiêu đó là em sẽ mua xe và tự mua nhà trong trong 3 năm tới. Hay quá. Tiếp theo, vâng, và qua cái video mà thầy cho xem cái về cái con ruồi thì em nhận ra một cái bài học đó là hãy sống như như thể là ngày mai mình không được sống nữa, và mình hãy làm tất cả những cái điều mà tốt đẹp nhất. Sau này khi mà sức khỏe của mình không còn nữa thì mình sẽ hối tiếc, và mình hãy làm tất cả những cái điều ý nghĩa nhất. Tức là từ trước đến nay thì em khi mà kiếm được tiền ấy thì em vẫn luôn luôn làm những cái điều mình thích để sau này mình không hối tiếc. Em cũng đi du lịch khá là nhiều nơi, còn một số nơi thì mình cũng chưa đến được, nhưng mà cái ngày trước khi mà còn là giáo viên ấy thì em khi kiếm được tiền là em cũng đã hưởng thụ, em đi du lịch rất là nhiều nơi. Em là người mà thích thích được đi du lịch, đi khắp nơi, cho nên là qua cái video đấy thì em thấy là cái con ruồi nó sống gấp gấp khi mà đến khi không thể nữa rồi, bắt đầu là lúc đấy mới mới bắt đầu là làm những cái điều nó rất là vội vàng. Cho nên là em nhận ra được một điều là hãy sống như thể là ngày mai mình không được sống nữa. Tuy nhiên là mình làm những cái điều mà ý nghĩa nhất cho những người thân yêu của mình, cho gia đình mình, cho tất cả những cái người mà mình yêu quý nhất. Và còn một cái bài học nữa đó là thầy nói về về mẹ ấy, thì em thấy là xúc động quá, bởi vì là em thì quê ở Bắc Giang nhưng mà em lên Lào Cai công tác đã 10 năm nay rồi. Cái điều mà mình chưa làm được đó là rửa chân cho mẹ. Thực ra thì đúng là mình là một đứa con mà bất hiếu, chưa làm được những cái Tốt tốt điều tốt đấy tốt quên đi quên đi quên đi quên đi quên đi quên cho đi tốt 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 đang tốt này, mình muốn làm vâng. cái Và gì, cái gì mà bất trong hiếu. cái thời gian tới thì khi về thăm mẹ thì nhất định là em sẽ làm được cái điều này. Đúng rồi, Vâng đó là ạ. những điều mình muốn làm đây, điều chưa làm đây cũng Vâng. quên nó đi, có gì đâu mà Vâng. quên nó đi. Những gì mà mình đã không muốn nhớ, không làm, không muốn nhắc thì đừng có nói ra nữa, bởi vì nó sẽ, Dạ. mình chỉ nói những gì mình muốn làm thôi, mình cần làm mình Vâng. sẽ làm, còn những gì tiêu Và cực nhất quên định nó đi nha. là cái mục tiêu sớm nhất của em đó là em sẽ đưa mẹ em đi du lịch Phú Chắc chắn Quốc là trong cái tháng 10, tháng 11 tới ạ. rồi, Vâng. chính là số Em tiền xin cảm bao ơn bao thầy, nhiêu, cảm ơn tất cả mọi chính người. là số tiền bao nhiêu, book vé máy bay luôn đi, đăng ký khách sạn luôn đi, rồi đó tính tính tiếp. Xem Vâng. ý ngày đã chơi cái gì, bao nhiêu tiền, thấy nó đơn giản. Có khi phải tháng 9 làm luôn cho nó dễ, tháng 10, 11 làm gì cho nó lâu, đơn giản 10 triệu đi rồi ăn thua gì. Vâng. Cần là bao nhiêu tiền đâu, đúng không? Rồi cảm Vâng ơn chị Trâm rất ạ. nhiều. Rồi cái này nè, anh chị nào bận thì cứ out trước, bởi vì cái phần này là phần lắng nghe, nên là chúng ta out trước, nhưng các anh chị cũng nên nghe lại khi mà video có, thì các anh chị cũng nên nghe lại. Còn những anh chị ở lại thì đến cuối khoảng 6 rưỡi rồi đó, thì cứ sẽ tặng cho anh chị một cái video, thì các anh chị hướng tới một cuộc sống mơ ước của chúng ta. Hướng tới là gì? Chúng ta có quyền ước mơ như thế để chúng ta có được những hình ảnh, đó là cách kiến tạo hình ảnh trong tâm trí, được không ạ? Hướng tới cuộc sống như vậy. Rồi xin mời, iPhone là ai đấy nhỉ? Đổi tên đi tôi mới cho nói. Mai ạ, Mai Mai phát biểu ạ. Xin mời Mai. Vâng, em xin chào thầy và gần 300 tin anh của Hera ạ. Sau cái bài học này thì em
có em đã ghi ra rất là nhiều ước mơ của mình, nhưng mà ước mơ mà em muốn thực hiện nhất và muốn thực hiện sớm nhất ạ, là đó chính là em muốn kiếm thật là nhiều tiền để có thể giúp đỡ mẹ mẹ đẻ của em ấy ạ. Em muốn cho mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Tại vì là bây giờ mẹ cũng nhiều tuổi rồi nhưng mà vẫn phải đang đi làm ạ, và lâu nay em chưa làm được điều đó, thì từ nay trở đi em sẽ quyết tâm hơn để có thể giúp đỡ bố mẹ em nhiều ạ. Và nhiều khi thì em hay nói chung là em cũng nói lâu nay thì em cũng kiếm ra tiền nhưng mà em không biết cách chi tiêu tiền hợp lý. Mình hay kiểu là tiêu pha nó nhiều thứ, nó hoang phí quá ạ. Thì sau bài học này thì em sẽ lập một cái kế hoạch ạ, là tiêu tiền như thế nào, chi tiêu cho những khoản như thế nào là hợp lý ạ. Và em rất cảm ơn thầy về bài học ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn ạ. Ok, xin cảm ơn chị. Tiền cái đây thì cũng nói nhắc lại một lần nữa, tiền chỉ đến với những người có một cái kế hoạch tiêu tiền ý nghĩa thôi, đúng không? Nên chúng ta có kế hoạch tiêu tiền ý nghĩa thì tiền sẽ đến và ở lại với chúng ta, bởi vì tiền thích những cái, tiền thích tạo ra giá trị, tiền đến với những người giúp nó tạo ra giá trị, nên thu hút tiền thì phải tạo ra giá trị được, chứ không phải ăn chơi chát táng bay nhảy này kia thì nó sẽ đi thôi, đi rất nhanh. Nên càng có kế hoạch tiêu tiền cụ thể, càng có ý nghĩa thì càng ngon. Rồi một người nữa nha, xin mời. Hai người đi, xin mời chị Thâu. Chị giơ tay muốn chia sẻ không? Ngắn gọn trong một phút rưỡi, hai phút thì đó đi. Dạ alo, em xin chào thầy và chào tất cả 174 anh chị em nhé. Rất là vinh dự cho em hôm nay được phát biểu. Qua bài học hôm nay thì em nhận thấy là bản thân sẽ có những cái mơ ước riêng cho mình. Ví dụ như là khi mà thầy bảo là ghi cái 10 điều mơ ước của mình, thì em muốn là sắp tới thì gia đình sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn, con cái sẽ chăm ngoan học giỏi, và điều em sẽ thực hiện trong vòng ngày mai thôi, ngày mai em sẽ đi về. Đó là quê hương Phú Yên của em, là có cái dịp Tết Xếp Xí 16 năm rồi thì em chưa được về ăn Tết, thì em sẽ thực hiện là điều như thầy nói là sẽ phụ dưỡng bố mẹ và rửa chân cho bố mẹ. Đấy là điều em sẽ thực hiện trong vòng ngày mai. Và qua bài học của thầy thì em rất là hiểu ra rất là nhiều điều, như là mình phải có động lực, phải có một cái kế hoạch riêng cho bản thân, hoặc là chi tiêu tiết kiệm hơn, là trong cuối năm tới thì gia đình em sẽ mua cái xe, cũng như là qua tích góp của vợ cũng như là của chồng thì gia đình em sẽ mua được, sẽ dự định là sẽ mua một cái xe cho riêng cho bản gia đình ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn chị. Nãy quên nói bài tập ngày hôm nay, hãy làm một video chia sẻ về cuộc sống ước mơ của các anh chị. Viết ra 30 đến 50 điều và chia sẻ lại. Tôi nói với một cái tinh thần mong muốn cuộc đời của tôi sẽ chinh phục được điều này. Tôi muốn sẽ gặp người này, tôi muốn ăn cái này, tôi muốn đi đây. Nói với một cái sự khao khát và tưởng tượng giống như mình đã làm được nó. Thì khi đó các anh chị tự tin đăng lên trên Facebook, các anh chị sẽ gặp được những con người cùng giống như thế. Các anh chị sẽ thu hút được nhiều con người muốn cùng đồng hành cùng với các anh chị để làm cùng các anh chị. Tôi mong muốn điều này, các anh chị có thấy là các anh chị sẽ tạo ra được cái sự thu hút lớn không? Đó là những cái nguyên tắc cơ bản để chúng ta có thể hút sĩ được. Khi chúng ta có được cái nền tảng và cho người ta thấy chúng ta đủ cái ước mơ, đủ lớn, ước mơ của chúng ta nếu bao trùm được ước mơ của họ thì chúng ta sẽ dẫn dắt được họ. Thế thôi. Ha. Đơn giản nè, không phải là chúng ta giúp họ kiếm nhiều tiền hơn đâu, mà cái để mà dẫn dắt được người khác bền vững á, là chúng ta giúp người khác thực hiện được ước mơ của mình. Vậy ước mơ của mình có đủ lớn để chùm lên được ước mơ của đội nhóm mình hay không? Được chưa? Rồi, cảm ơn chị Thâu với những điều rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy làm những điều đơn giản nhất đấy. Nhưng video ngày hôm nay nhớ làm nha. Hôm qua tôi thấy các anh chị không chịu làm, nên đường thì có đi rồi, nhưng tôi không cõng các anh chị đi được, mà các anh chị phải tự đi. Nên không làm thì không có. Thế thôi, làm thì mới có được. Tôi không ép các anh chị được, bởi vì ép làm cái gì? Ai mà cảm thấy không chịu làm bài tập ấy, thì cứ tự động chuyển khoản 100.000 cho một bài tập không làm. Hôm nay tôi gửi số tài khoản lên đó, mời tôi uống cà phê để các anh chị biết là các anh chị liêm chính nội tâm với mình để thúc đẩy mình lên lại. Các anh chị muốn thay đổi thì cái điều đầu tiên là liêm chính và chính trực. Hãy làm đi. Không làm được thì làm sao? Làm video không làm được, nói không dám nói ra thì làm sao mà
mà đạt được, đúng không? Nên chúng ta cần phải làm. Đấy, còn hôm qua cái video nói về sự chuyển hóa của các anh chị không chia sẻ, không chịu chia sẻ, thì làm sao các anh chị truyền cảm hứng được cho đội nhóm của mình? Cái chiến lược sắp tới của Hera là một chiến lược chưa bất kỳ cái doanh nghiệp hệ thống nào làm, mà để các anh chị tăng trưởng kinh khủng khiếp đến tận cùng của sự trưởng thành luôn. Cứ từ từ chúng tôi sẽ cùng bật mí với các anh chị. Nhưng nếu các anh chị chưa đủ cái sự tuyệt vời đấy thì cũng rất khó. Nên đầu tiên là chúng tôi đang tập trung tối đa vào trong cái đội 80 Trainer Master. Bởi vì 80 Trainer Master sẽ là những người tiếp tục cùng với chúng ta làm. Nên tối nay sẽ có một cái chương trình dành cho Trainer Master này. Đó là 80 con người đấy sẽ tiếp tục đồng hành ít nhất trong 6 tháng cùng với tôi. Mỗi tuần một buổi. Đó, 6 tháng sẽ cùng với các anh chị làm lại được những chương trình, thiết kế những chương trình, thiết kế ra những cái bài giảng, làm lại những slide, làm thế nào đó để tạo ra các cái kênh mạng xã hội để chúng ta thu hút rồi đem người tới, tạo ra một cộng đồng riêng của mình và truyền cảm hứng được cho hàng ngàn người, được chưa? Đó là một cái đặc quyền của Trainer Master, mà những anh chị Trainer Master nào tối nay mà không tham dự là cắt quyền. Nên 20 giờ tối nay Trainer Master có mặt để chúng ta đưa bắt đầu vào cái hành trình đấy. Còn tối nay các anh chị vì lý do nào đó bận, nghĩa là các anh chị đã không trân trọng, thế thôi, thì chúng ta coi như các anh chị tự lo cho cuộc đời của các anh chị. Tôi chỉ cố gắng hết sức dành cho những con người trân trọng nhất. Nên các anh chị truyền thông đến với đội nhóm của mình như vậy. Video ngày hôm nay, bài tập dành cho tất cả các anh chị đang thực hiện chương trình lập trình thành công, đó là đó là làm gì? Đó là làm lại cái cuộc sống ước mơ của mình. Làm video chia sẻ cảm giác như chúng ta đã chạm đến được nó để nó sung sướng. Còn một cái thông điệp dành cho các anh chị Trainer Master, tối nay 20 giờ không có mặt, coi như cắt quyền. Đó. Yeah, thì giờ vì bất kỳ lý do gì, ốm đau bệnh tật gì tôi không biết, nhưng mà các chị cần phải có mặt. Rồi, ok, được không ạ? Rồi, vì vậy nên là thôi, trước khi kết thúc ngày hôm nay, có ai còn muốn chia sẻ nữa không? Một chia sẻ nữa đi, của Hương à? Hương em. À? Ừ, ngắn gọn nha. Vâng, em chào thầy. Vâng, em chào thầy và 159 tinh anh của Hera. Cái bài học hôm nay em rút ra được đó là thầy biết cái cuộc sống ước mơ thì em muốn cái mục tiêu gần đây của em nhất là em sẽ mua đất và em xây nhà. Cái hai cái này em muốn hoàn thành trước. Và tiếp theo đó là khi mà xem cái video con chuối thì em nhận ra là mình hãy trân trọng những gì mình đang có và tận dụng hết những gì mình đang làm và nỗ lực hết mình để mình không phải hối hận về những gì, về cái cuộc đời của mình. Và khi mà mình sau này mình rời đi thì mình phải để lại một cái di sản gì đó, để lại một cái di sản gì đó cho cái cuộc đời này. Và tiếp theo đó là em sẽ sắp xếp thời gian, tại vì em rất, ngày trước em rất là hay bận kiểu công việc ấy, em ít có thời gian dành cho bố mẹ, cho gia đình. Và em sẽ sắp xếp thời gian tới là em sẽ làm cái công việc đó là ngâm chân cho bố mẹ. Em sẽ dành nhiều thời gian, ví dụ một tháng sẽ sắp xếp một buổi là về cùng với gia đình đi ăn cơm cùng với bố mẹ. Em cảm ơn thầy và tất cả các tiên anh của Hera. Hay quá, ngon, xuất sắc. Rồi, có một vài anh chị bảo là tối nay cảm ơn Hương. Có một vài anh chị bảo là tối nay họp đội nhóm. Một là họp sớm hơn, hai là muộn hơn, ba là giờ lại. Có gì đâu. Cái thứ các anh chị ưu tiên hơn thôi. Được chưa? Cái nào quan trọng hơn. Nên tôi không biết, cái đó là sự lựa chọn của các anh chị. Các anh chị ưu tiên cái gì thôi. Được nha. Xíu nữa tôi sẽ thông báo lại trên nhóm Trainer Master. Nhưng chỉ những Trainer Master sẽ được đồng hành và xuyên suốt. Và tối nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về lộ trình trong thời gian tới, để các anh chị trở thành một trainer thật sự, chứ không phải là chỉ cái danh là trainer, sau đó về nói còn không dám nói. Ok. Rồi, và đây là một cái video để tặng cho các anh chị.